Xin chào tất cả các con. Ngày hôm nay cô và các con cùng đến với tiết làm quen văn học chuyện Sự tích chú cuội cung trăng. Nhưng trước khi nghe kể chuyện, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút về ngày Tết Trung Thu nhé. Trung Thu thường có gì nhỉ? Tết Trung Thu có bánh nướng này, bánh dẻo này, có đèn ô sao và các loại đèn lồng nữa đấy. Tết Trung Thu còn có ai nữa? Có chị Hằng này và còn có chú Cuội nữa đấy. Có biết vì sao chú Cuội lại ở tít trên cung trăng không? Muốn biết vì sao, cô mời các con cùng đến với câu chuyện Sự tích chú Cuội cung trăng nhé. Sự tích chú Cuội cung trăng. Ngày xưa, ở một miền nọ, có một người tiều phu tên là Cuội. Một hôm, như lệ thường, Cuội vác rìu vào rừng sâu tìm cây mà chặt. Khi đến gần một con suối nhỏ, Cuội bỗng giật mình trông thấy một cái hang cọp. Nhìn trước nhìn sau, anh chỉ thấy có bốn con cọp con đang vờn nhau. Cuội liền xông đến, vung rìu, bổ cho mỗi con một nhát, lăn quay trên mặt đất. Nhưng vừa lúc đó, cọp mẹ cũng về tới nơi. Nghe tiếng gầm kinh hồn ở sau lưng, Cuội chỉ kịp quẳng rìu, leo thoát lên một ngọn cây cao. Từ trên nhìn xuống, Cuội thấy cọp mẹ lồng lộn trước đàn con đã chết. Nhưng chỉ một lát, cọp mẹ lẳng lặng đi đến một gốc cây gần chỗ Cuội ẩn, đớp lấy một ít lá rồi trở về nhai và mớm cho con. Chưa đầy ăn dập miếng trầu, bốn con cọp con đã vẫy đuôi sống lại, khiến cho Cuội vô cùng sửng sốt. Chờ cho cọp mẹ tha con đi nơi khác, Cuội mới lần xuống tìm đến cây lạ kia, đào gốc vác về. Dọc đường, gặp một ông lão ăn mày nằm chết vật trên bãi cỏ. Cuội liền đặt gánh xuống, không ngần ngại, bứt ngay mấy lá nhai và mớm cho ông già. Mầu nhiệm làm sao, mớm vừa xong, ông lão đã mở mắt ngồi dậy. Thấy có cây lạ, ông lão liền hỏi chuyện. Cuội thực tình kể lại đầu đuôi. Nghe xong, ông lão kêu lên. Trời ơi, cây này chính là cây có phép cải tử hoàn sinh đây. Thật là trời cho con để cứu giúp thiên hạ. Con hãy chăm sóc cho cây, nhưng nhớ đừng tưới bằng nước bẩn mà cây bay lên trời đó. Nói rồi, ông lão chống gậy đi. Còn Cuội thì gánh cây về nhà chồng ở góc vườn phía đông. Luôn luôn nhớ lời ông lão dặn, ngày nào cũng tưới bằng nước giếng trong. Từ ngày có cây thuốc quý, Cuội cứu sống được rất nhiều người. Hễ nghe nói có ai nhắm mắt, tắt hơi là Cuội vui lòng mang lá cây đến tận nơi cứu chữa. Tiếng đồn Cuội có phép lạ lan đi khắp nơi. Một lần khác, có lão nhà giàu ở làng bên hớt hải chạy đến tìm Cuội, vật nài xin Cuội cứu cho con gái mình vừa sẩy chân chết đuối. Cuội vui lòng đi theo về nhà lấy lá chữa cho. Chỉ một lát sau, mặt cô gái đang tái nhợt bỗng hồng hào hẳn lên rồi sống lại. Thấy Cuội là người cứu sống mình, cô gái xin làm vợ của chàng. Lão nhà giàu cũng vui lòng gả con cho Cuội. Đám cưới của Cuội được tổ chức ấm cúng, giản dị. Thế là từ nay Cuội không phải sống một mình nữa rồi. Nhưng khổ nỗi, vợ Cuội vốn có tính hay quên. Hễ nói đâu là quên đó, làm cho Cuội lắm lúc bực mình. Đã không biết mấy lần Cuội dặn vợ. Tưới nước, phải lấy nước giếng trong mà tưới, không là cây bay lên trời. Nhưng vợ Cuội hình như lú ruột lú gan, vừa nghe dặn xong đã quên biến ngay. Một buổi chiều, chồng con đi rừng kiếm củi chưa về, không còn nhớ lời chồng dặn. Vợ Cuội sau khi rửa bát xong, liền hất chậu nước bẩn vào thân cây. Không ngờ, vừa tưới xong thì mặt đất rung chuyển, cây đảo mạnh, gió thổi ào ào. Cây đa tự nhiên bật gốc, lững thững bay lên trời. Vừa lúc đó thì Cuội về đến nhà. Thấy thế, Cuội hốt hoảng
vứt gánh củi, nhảy bổ đến, toàn níu cây lại. Nhưng cây lúc ấy đã rời khỏi mặt đất, lên quá đầu người. Cuội chỉ kịp móc rìu vào rễ cây, định lôi cây xuống. Nhưng cây vẫn cứ bốc lên, không một sức nào có thể cản nổi. Cuội cũng nhất định không chịu buông. Thành thử, cây kéo cả cuội, bay vút lên đến cung trăng. Từ đấy, cuội ở luôn cung trăng với cả cái cây quý của mình. Mỗi năm, cây chỉ rụng xuống biển có một lá. Bọn cá heo đã trực sẵn. Khi lá xuống đến dưới mặt nước là chúng tranh nhau đớp lấy, coi như là món thuốc quý để cứu chữa cho tộc loại chúng. Nhìn lên mặt trăng, người ta thấy một vết đen rõ hình một cây cổ thụ, có người ngồi dưới gốc. Người ta gọi cái hình ấy là hình chú cuội ngồi gốc cây đa. Chúng mình đã vừa được nghe xong câu chuyện rồi này. Bây giờ chúng mình cùng cho cô biết là các con vừa được nghe câu chuyện gì? Câu chuyện kể về ai? Cô sẽ cho chúng mình 5 giây suy nghĩ nhé. À đúng rồi đấy các con ạ. Câu chuyện chú cuội cung trăng và câu chuyện kể về chú cuội đấy. Câu hỏi tiếp theo nhé. Nhờ đâu mà cuội phát hiện ra cái thuốc quý? Chúng mình cùng suy nghĩ để trả lời câu nào. Các con ơi, cuội tình cờ thấy hổ mẹ cứu sống hổ con bằng lá cây đấy. Câu hỏi số 3. Khi phát hiện ra ông già chết bên đường, chú cuội đã làm gì nào? Theo các con thì chú cuội đã làm gì nhỉ? À đúng rồi, chú cuội đã ngắt lá cây để cứu sống ông già đấy. Câu hỏi số 4. Khi chú cuội đã cứu sống ông già đã dặn dò gì chú cuội? Câu hỏi này của cô hơi khó một chút, nên các con sẽ phải suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời nhé. Bây giờ, cô mời các con cùng chú ý lắng tai nghe lời ông già dặn dò nào. Con hãy chăm sóc cho cây. Nhớ ạ, chớ có tưới cây bằng nước bẩn là cây sẽ bay lên trời đó nghe chưa. Con phải tưới bằng nước giếng trong. Con nhớ lời ông dặn chưa? Các con hãy cho cô biết, từ ngày có cây thuốc quý thì cuội đã làm gì? Có cây thuốc quý, cuội cứu sống được rất nhiều người. Hễ nghe nói có ai nhắm mắt tắt hơi là cuội vui lòng mang lá cây đến tận nơi cứu chữa. Tiếng lành đồn xa, cuội cứu được một cô gái và cô gái đó đã trở thành vợ của cuội đấy. Câu hỏi cuối cùng nhé, vì sao cây đa lại bật gốc bay về trời? Các con ơi, vì vợ chú cuội có tính hay quên, không nhớ được. Cây đa là phải tưới nước sạch, mà vợ chú cuội lại tưới nước bẩn, nên cây đa đã bật gốc bay về trời đấy. Từ đấy, cuội ở luôn cung trăng với cả cái cây quý của mình. Nhìn lên mặt trăng, người ta thấy một vết đen rõ hình một cây cổ thụ, có người ngồi dưới gốc. Người ta gọi cái hình ấy là hình chú cuội ngồi gốc cây đa. Chúng mình vừa tìm hiểu xong câu chuyện sự tích chú cuội cung trăng rồi. Và cô hẹn gặp lại các con vào những bài học tiếp theo nhé. Tạm biệt!